FM Cảm Xúc ngày hôm nay. Khi mà đến với FM Cảm Xúc thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ được lắng nghe rất nhiều những câu chuyện, những tấm lòng, những cảm xúc, những tâm hồn đang rất cần sự chia sẻ và đồng cảm. Ngày buổi tối ngày hôm nay thì Dương muốn giới thiệu đến tất cả các bạn đồng hành cùng với chương trình đó chính là ca sĩ Dương Triệu Vũ. Vũ xin chào Yumi cũng như các khán thính giả đang theo dõi đài. Vũ nghĩ là vào buổi tối là những cái thời gian mà mình có thể lắng động nhất, và ai cũng có nhu cầu được chia sẻ. Thì trong cái sự chia sẻ đó mình sẽ tìm được chính mình, mình tìm được những cái cảm xúc mình có thể đồng cảm được. Thì hôm nay Vũ ngồi đây muốn chia sẻ với mọi người qua âm nhạc cũng như là những câu chuyện. Ngay bây giờ thì Yumi đã nghe được tín hiệu từ vị thính giả đầu tiên đang kết nối cùng với FM Cảm Xúc. Bạn ơi, bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không? Alo, bạn ơi, bạn có nghe thấy tín hiệu của Yumi và FM Cảm Xúc không ạ? Bạn cứ mạnh mẽ lên mà chia sẻ câu chuyện của mình đi. Vũ và Yumi đang lắng nghe đây. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian rất đẹp trong cuộc đời. Chúng tôi luôn nắm chặt tay nhau, trao cho nhau những nụ cười. Và sự ấm áp. Nhưng rồi, dù rơi ngoài sông, từng cơn hắt hiu thấm sâu vào nỗi nhớ. Hàng cây sầu đông ngả nghiêng rét run dưới hiên mưa buồn. Mình anh ngồi đây lặng im nghe nỗi đau trong lòng buốt xa. Ngày tháng em vui xa thật xa xôi. Tình yêu ngày xưa từ em đã cho anh khi vừa mới lớn. Nhẫn tâm khiến em đau buồn, rồi em lìa xa, nhận ra nông nỗi anh quay về tiếc nuối, gào thét tên em vô vọng, thì thôi em nhé, mình đừng hận nhau nữa, để niềm yêu thương còn mãi. Trong em đã đàn phải nhạt hứng hờ. Anh vẫn giữ cho anh một ước mơ là anh thầm mơ thời gian sẽ cho anh quay về quá khứ để ta gặp nhau. Anh sẽ hân hoan đưa em về, về ngôi nhà xưa, để anh yêu quý em hơn ngày tháng đó. Nguyện sống bên em trọn đời.